Năm 2013 là một năm thành công trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Trong đó nổi bật là Tuổi Trẻ Tình Nhà đã có nhiều chương trình hành động sôi nổi thiết thực, nhiều gương sáng điển hình với nhiệt huyết năng động sáng tạo thể hiện được phẩm chất thanh niên thế hệ mới, đặc biệt là vai trò của các thủ lĩnh đoàn trong học tập rèn luyện, xung kích tình nguyện và phát triển kinh tế. Trong khi nhiều thanh niên nông thôn chọn rời xa quê hương để lập nghiệp, thì anh Lê Anh Hùng ở xóm Hạ Sưu, xã Tân Phú, huyện Tân Kỳ quyết tâm phát triển kinh tế ngay tại địa phương. Anh Hùng là người đầu tiên trên địa bàn nuôi cá diêu hồng với quy mô lớn và đem về nguồn lãi ròng hơn 200 triệu đồng. Bằng sự tiên phong gương mẫu và có nhiều đóng góp tích cực trong các phong trào của địa phương, anh đã được tín nhiệm bầu làm bí thư đoàn xã. Với nhiệt huyết của tuổi trẻ, sự năng động sáng tạo trong hoạt động đoàn và phong trào phát triển kinh tế, Lê Anh Hùng đã từng nhận giải thưởng Lương Định của Trung ương đoàn. Và năm nay, anh là gương mặt duy nhất của huyện Tân Kỳ được nhận giải thưởng Lý Tự Trọng do tỉnh đoàn Nghệ An trao tặng. Để đồng hành được cả cái chức năng nhiệm vụ của người cán bộ đoàn, nhưng cũng đồng thời là để làm tốt một phần việc phát triển kinh tế cho gia đình, thì bản thân tôi thì nghĩ rằng trước hết một người cán bộ đoàn đó là phải biết lắng nghe và phải biết học hỏi. Thế thì biết lắng nghe, biết học hỏi thì mình sẽ chủ động được và sáng tạo, tích lũy tiếp thu các cái kinh nghiệm của thế hệ trước. Mình sáng tạo để trải qua các cái hoạt động của mình thì mình có thể nói là nó phù hợp hơn trong cái điều kiện mới. Là học sinh lớp 12C3, đồng thời là bí thư chi đoàn 3 năm liền, đoàn viên trẻ Hoàng Thị Trang, trường Trung học phổ thông chuyên Phan Bội Châu không chỉ tham gia nhiệt tình, năng nổ các hoạt động, phong trào đoàn, mà em còn có thành tích học tập đáng nể. 11 năm liền, Trang là học sinh giỏi toàn diện, đạt giải nhất kỳ thi học sinh giỏi quốc gia môn địa lý trong 2 năm liền. Được Ủy ban Nhân dân tỉnh trao thưởng tại lễ tuyên dương học sinh giỏi quốc gia, quốc tế, học sinh thi đại học đạt điểm cao năm 2013. Với thành tích học tập xuất sắc của mình, em vinh dự là một trong số ít những đoàn viên được chọn tham gia học lớp cảm tình đảng. Ngoài việc học tập thì em đã cố gắng sắp xếp và phân bổ thời gian hợp lý để tham gia các hoạt động đoàn. Vì em cảm thấy là ngoài việc học ra thì các hoạt động đoàn đối với mình cũng rất bổ ích. Nó vừa giúp mình rèn luyện được bản thân, vừa giúp mình có tinh thần tập thể cao và tăng thêm tinh đoàn kết. Năm 2013 là năm đầu tiên triển khai nghị quyết đại hội đoàn toàn quốc lần thứ 10. Các cấp bộ đoàn và tuổi trẻ tỉnh Nghệ An đã đồng sức đồng lòng, sáng tạo và trách nhiệm, từng bước đưa nghị quyết vào cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu kinh tế, văn hóa xã hội của đất nước. Hai phong trào xung kích tình nguyện, phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ Tổ quốc, đồng hành với thanh niên lập thân lập nghiệp, ngày càng khẳng định sức sống và sự lan tỏa mạnh mẽ, phát huy vai trò xung kích tình nguyện của tuổi trẻ trong phát triển kinh tế xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh, đảm bảo an sinh xã hội. Năm 2013 tôi đạt tất cả các cái chỉ tiêu mà Ban Thường vụ Hội nghị Ban Chấp hành đề ra, các hoạt động đoàn được khẳng định và các hoạt động tập trung của Trung ương trên địa bàn tỉnh Nghệ An tôi làm tốt. Từ đó dậy lên phong trào thi đua sôi nổi từ Trung ương xuống tỉnh cũng như từ tỉnh chỉ đạo xuống địa phương. Các đoàn viên thanh niên, các gương điển hình họ cố gắng rất nhiều, họ nhiệt huyết họ vào phong trào đoàn để đưa ra các cái mô hình, các cái điểm hay và thể hiện được cái thủ lĩnh và vai trò của các đoàn viên thanh niên. Những kết quả mà lực lượng đoàn viên thanh niên tỉnh nhà đạt được trong năm qua thực sự là những nỗ lực đáng ghi nhận và chính là tiền đề cho hoạt động đoàn phát triển vững mạnh hơn nữa trong năm 2014 và những năm tiếp theo, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà thực hiện thắng lợi nghị quyết 26 của Bộ Chính trị, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh, văn minh.